Đầu xuân Tân Sửu, nông dân khắp miền Bắc đang hối hả gieo cấy lúa vụ đông xuân để kịp lịch thời vụ ngành chuyên môn đề ra. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, nhiều tỉnh đang hỗ trợ bà con đưa máy cấy mạ khay vào đồng ruộng. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC16 tại tỉnh Hà Nam. Chiếc máy cấy này có thể thay thế cho hơn chục nông dân cấy tay. Anh Trường là một trong những người đầu tiên trong xã Tiêu Động, huyện Bình Lục đưa máy cấy mạ khay vào sử dụng. Trước đây, anh thường gieo xạ, năng suất khá thấp. Nhưng từ khi cấy bằng máy, hiệu quả canh tác cao hơn rõ rệt. Năm nay, ruộng nhà anh Trường được Sở Nông nghiệp tỉnh Hà Nam chọn để trình diễn cấy máy mạ khay, phổ biến cho bà con trong xã, huyện cùng áp dụng. Áp dụng máy cấy thì nó đỡ cái dân công rất chi là nhiều, và cái hai nữa là cái độ nó thông thoáng thì sau nó đỡ bị sâu bệnh. Tổng cái thu nhập nó sẽ tăng khoảng 10-15%. Mới đầu là gia đình là mua cái máy kéo tay thôi. Xong là chuyển sang cái máy này thì nói chung là cái hiệu quả nó thấy rõ rệt, là bà con ở đến bây giờ là cấy 100% bằng máy. Và triển khai trong thôn, trong xóm thì đã rất nhiều bà con đăng ký. Tại tỉnh Hà Nam, để phát huy thật tốt các điều kiện để chuẩn bị cho sản xuất vụ đông xuân năm nay, thì các cán bộ của Trung tâm Khuyến Nông cũng đã xuống tận ruộng để hướng dẫn các bà con trong công tác chuẩn bị, chăm sóc và gieo cấy các mạ khay để có thể nhân rộng trên diện tích đất ruộng của mình. Không chỉ trình diễn cấy mẫu, các cán bộ khuyến nông cũng lội ruộng hướng dẫn kỹ thuật cho bà con. Đây cũng là cơ hội để vận động bà con nông dân thay đổi thói quen cấy tay truyền thống sang dùng máy cấy, giảm sức lao động, tăng năng suất trong bối cảnh lao động nông nghiệp ngày càng khan hiếm. Đối với Hà Nam thì diện tích cấy máy hiện nay với đây mới đánh giá thì chỉ được độ khoảng xung quanh khoảng 1% trên cái cơ sở chúng tôi làm đối chứng giữa mô hình gieo thẳng và cái mô hình cấy máy để thấy được cái hiệu quả của mô hình cấy máy, từ đấy để tuyên truyền vận động bà con chuyển đổi từ cái gieo thẳng, từ cái cấy truyền thống sang cái máy cấy, với mục tiêu là đến năm 2023 để sẽ mở rộng được cái diện tích cấy máy lên tới 5.000 hecta trên một năm. Năm nay là một cái năm mà lấy nước đổ ải và cái thời tiết rất tốt. Chúng tôi hy vọng là năm nay sẽ là một cái năm bội thu về mùa màng, đảm bảo cung cấp đủ an ninh lương thực cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh Hà Nam đã có đủ nước gieo cấy, 100% diện tích hoàn thành việc gieo mạ, hơn 20% đã hoàn thành việc gieo cấy lúa. Trong đó, có 1.000 hecta bà con nông dân đã áp dụng cấy máy mạ khay. Dự kiến, đến hết tháng 2, Hà Nam sẽ hoàn thành gieo cấy vụ đông xuân. Năm 2020, trong khi các ngành bị thiệt hại nặng nề do dịch COVID-19, thì ngành nông nghiệp vẫn chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc. Trong đó, lúa gạo xuất khẩu được mùa về cả sản lượng và giá thành xuất khẩu, không chỉ đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, mà còn phải đạt mục tiêu xuất khẩu tiếp tục với một vụ đông xuân thời tiết thuận lợi. Bà con đang tích cực xuống giống, góp phần nâng cao giá trị cho hạt gạo Việt. Thay vì có giống gì cấy giống nấy như trước kia, năm nay, liên tiếp từ mùng 3 Tết, bà Nguyễn Thị Thành, trưởng thôn 5 xã Vũ Hòa, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình đã đốc thúc bà con ra đồng cấy giống lúa mới cho năng suất và chất lượng cao hơn. Người trồng lúa Thái Bình cũng mong muốn sản xuất ra những giống lúa chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Cơ sở thôn chúng tôi là cũng tuyên truyền cho bà con là cấy lúa giống để có được cái tiếp thu được cái khoa học áp dụng vào đồng ruộng bằng cái máy và bón phân cũng thế, cũng như là gieo mạ khay rồi thì là điều tiết nước, nhìn chung là phối hợp nhịp nhàng theo sự chỉ đạo của bên chuyên viên của hợp tác xã điều hành. Và trong năm 2021 thì chúng tôi dự kiến sẽ đề nghị công nhận lưu hành 4 giống cây trồng nữa và khảo nghiệm quốc gia là 24 giống cây trồng nữa để chúng tôi đưa ra cái bộ giống có thể đáp ứng được cái yêu cầu, đó là chống biến đổi khí hậu, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và tăng chất lượng đủ với điều kiện để cho xuất khẩu. Hiện cả nước đã xuống giống đạt 50% diện tích. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, một số vùng phải cách ly, các địa phương cần có kế hoạch đối phó để hoàn thành kế hoạch sản xuất lúa vụ đông xuân. Hiện nay thì phải nói là thời tiết rất là thuận lợi, nước thì đã được lấy đầy đủ và mạ đến tuổi cấy. Chúng tôi đề nghị các địa phương, bà con nông dân chúng ta khẩn trương tập trung gieo cấy lúa đông xuân trong cái khung thời vụ tốt nhất. Chúng ta sẽ phấn đấu cơ bản cấy xong diện tích lúa đông xuân các tỉnh phía Bắc là trước ngày 28 tháng 2 năm 2021.
năm 2020, Việt Nam xuất khẩu 6 triệu tấn gạo, giá trị trên 3 tỷ đô la Mỹ. Năm nay, lô hàng xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam là gạo. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là phải đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chọn tạo giống để nâng cao giá trị hạt gạo trên thị trường trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, cây quế đã trở thành cây trồng chủ lực của tỉnh Yên Bái, đem lại đời sống khấm khá cho hàng ngàn hộ gia đình, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc Dao. Kể từ khi doanh nghiệp liên kết với người nông dân, sản phẩm của người nông dân đã không còn manh mún tại các thị trường trôi nổi, bị động về giá. Liên kết này còn có vai trò quan trọng giúp nâng cao lợi ích của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị, nhất là người nông dân. Bà Thái cũng như hàng chục hộ dân ở đây, vừa là chủ vùng trồng, vừa là công nhân của Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam đóng trên địa bàn xã Đào Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái. Sản phẩm quế từ 2 hectare quế của gia đình bà vào mỗi vụ thu hoạch đã được Hợp tác xã thu mua nên sản lượng quế không còn phải tự tìm đầu ra như trước đây. Đây được đánh giá là mô hình hiệu quả bởi ngoài thu nhập từ vùng nguyên liệu, bà còn nhận được tiền lương hàng tháng với gần 7 triệu đồng. Nói chung là quế từ ngày có cái nhà máy quế sạch này thì là giá cả là nó ổn định. Trên 20.000 nó theo từng loại quế. Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam được thành lập từ tháng 3 năm 2017. Đến nay, hợp tác xã đã có hơn 100 thành viên cũng là hộ dân có vùng trồng quế liên kết tham gia. Việc liên kết này không chỉ người dân có lợi mà còn làm tăng giá trị của doanh nghiệp trong kinh doanh trên cơ sở cùng chia sẻ cơ hội và rủi ro giữa các bên, tăng cường lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong một môi trường cạnh tranh gay gắt. Chúng tôi đã đào tạo cho bà con nông dân ở đây cách chăm sóc, thu hoái, bảo quản và chúng tôi xây dựng một nhà máy ở đây để áp dụng khoa học công nghệ để chế biến những sản phẩm đấy theo tiêu chuẩn organic quốc tế. Không chỉ tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, xây dựng mối liên kết sản xuất bền vững để nâng cao giá trị. Những sản phẩm quế từ hợp tác xã này đều được sản xuất theo tiêu chuẩn sạch để xuất khẩu đi các nước châu Âu. Để làm được điều đó, đòi hỏi phải ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng đi đôi với xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm. Ở đây là sản xuất theo khép kín, theo một cái quy trình mà tiêu chuẩn là tiêu chuẩn của Organic quốc tế, xuất đi các thị trường cao cấp như là EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Từ những xã đặc biệt khó khăn sản xuất nhỏ lẻ, huyện Trấn Yên cũng đã hình thành được 60 hợp tác xã liên kết sản xuất có hiệu quả nhờ liên kết. Thì đã làm thay đổi được cái bộ mặt nông thôn, cái nhận thức của người dân trong cái sản xuất bền vững theo hướng hữu cơ. Đấy, thì từ đó thì cũng đem lại là cái lợi ích đấy, rất là xác thực, đấy, phục vụ cho cái đời sống nhân dân địa phương. Cơ cấu kinh tế nội ngành của tỉnh Yên Bái gần đây chuyển dịch tích cực, nhất là sau thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Và nông dân đã chú trọng sản xuất lớn, sản xuất hàng hóa và thị trường, liên doanh, liên kết theo chuỗi sản phẩm.